chào quý cô bác anh chị và các bạn đang xem livestream của xưởng tranh thờ Hòa Song. Hôm nay bên em tiếp tục giới thiệu đến mọi người một siêu phẩm với kích thước rất lớn 1m60 x 1m50, hàng đặt của một vị khách Hà Nội. Kính mời mọi người cùng chiêm ngưỡng. Như mọi người đã biết, trúc chỉ là dòng tranh nghệ thuật sử dụng nguyên liệu chính là tre. Trải qua nhiều công đoạn chế tác tỉ mỉ cho ra những nghệ phẩm không chỉ có nét đẹp truyền thống mộc mạc mà còn đậm nét nghệ thuật hiện đại. Tranh vừa làm ấm cúng không gian thờ, vừa ẩn chứa những giá trị tâm linh phong thủy mạnh mẽ. Với họa tiết hoa mai tượng trưng cho hy vọng, sự giàu sang phú quý là biểu tượng của sự may mắn tốt đẹp, một khởi đầu hoàn hảo và thịnh vượng cho một năm mới. Cùng với đó là họa tiết lá cây bồ đề, loại cây thiêng của Phật giáo, mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp, tượng trưng cho sự may mắn tốt lành, sự thức tỉnh, cách sống ngay thẳng và thánh thiện, giúp con người hướng đến lối sống trong sáng lành mạnh hơn. Trung tâm của bức tranh là hình ảnh sen hạc và mặt trời. Mặt trời luôn là biểu tượng cho sức mạnh, cho sự sống bất diệt, cùng với ánh dương chiếu rọi muôn nơi mang sự tươi sáng, rạng rỡ đến nhân loại. Hạc được mệnh danh là nhất phẩm điểu, mang những cốt cách thanh cao liêm khiết của người quân tử. Trong cuốn Tướng Hạc Kinh có viết thọ bất khả lượng, nghĩa là tuổi thọ không đếm được. Vì vậy việc treo tranh hạc trong nhà luôn mang ý nghĩa mong cầu sức khỏe, trường thọ bình an. Cùng với đó hình hoa sen đã quá quen thuộc với người dân Việt, biểu tượng của sự cao quý, thanh tao, khí phách và nghị lực phi thường. Sự kết hợp giữa mặt trời, hoa sen, chim hạc, hoa mai và lá bồ đề đã tạo nên một bức tranh trúc chỉ vô cùng đẹp. Nghệ thuật mang đến vượng khí tốt lành, hạnh phúc, may mắn và bình an đến cho gia chủ. Cảm ơn mọi người đã xem và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.